Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành nghiên cứu đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, mỡ nhờn xuống bằng mức sàn trong khung mức thuế này để góp phần hạn chế lạm phát. Từ mùng 1 tháng 4 năm nay, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm 50% cho đến hết năm. Thuế bảo vệ môi trường theo đó còn 2.000 đồng mỗi lít xăng và 1.000 đồng với dầu diesel, mazut, dầu nhờn. Tuy nhiên, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành nghiên cứu đề xuất tiếp tục giảm sắc thuế này. Bộ Tài chính cũng đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo Chính phủ, tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm cái thuế bảo vệ môi trường xuống đến mức sàn trong cái thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì trung bình mỗi 1 lít xăng dầu thì sẽ giảm khoảng từ 550 đồng cho đến 1.100 đồng tùy từng loại và sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, khi kiểm soát được đại dịch, tổng thể thu ngân sách nhà nước năm 2022 đến nay đã đạt hơn 60% so với dự toán được giao. Vì vậy, trong cân đối chung, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo và bù đắp được các khoản giảm khi giảm thuế bảo vệ môi trường.